Tiếp theo chúng ta sẽ học bài số 11 của giáo trình Seoul hamburger 1B, Hanguker Invi, Khamke Clitsoil. Đầu tiên chúng ta sẽ xem phần mục tiêu của bài học. Học sức mục tiêu. Từ vựng hôm nay chúng ta sẽ học về chê tức là về cơ thể. Chung Sang là về triệu chứng bốn bước qua phiếu il, ư bất quy tắc ư động từ đi với chimaseo tức là đừng làm việc gì đó maraki il nói một chứng sang qua kumji chi haki triệu chứng và những biểu hiện cấm ngữ pháp và biểu hiện hai n man tức là chỉ n động từ đi với a ya tùy tả cái này có nghĩa là, cứ pháp này có nghĩa là, phải làm một việc gì đó. Maraki nói hai. ưmu pyoen chúng ta học về những cái biểu hiện về chứng bệnh. tức cô maraki. Chứng sang ý tehan. an hoa thức kỳ. chúng ta nghe một đoạn hội thoại ngắn về triệu chứng. Chứng sang qua 대해 조언하는 대화 듣기 triệu chứng và những lời khuyên về cái đó 아픈 경험 말하기 chúng ta nói về những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã bị đau ốm từ trước đến giờ 읽고쓰기 chúng ta sang phần đọc và viết 걱정 걱정거리에 대한 근 kỳ. Đây là chúng ta đọc một đoạn văn về những cái lo lắng. chúng ta viết về những viết một đoạn văn về lời khuyên. Khoa chê thực hành. Anemun chắc chúng ta viết một cái đoạn nội dung uh, hướng dẫn. hoa sanjek tham kia min can yo đây là những cái phương pháp uh, điều trị cảm cúm theo dân gian phát âm yu kia hóa đây là âm uh, mềm hóa đầu tiên chúng ta sẽ học về từ vựng từ vựng ngày hôm nay chúng ta có từ vựng về cơ thể đầu tiên là mơ đi đầu mốc cổ ok vai pal cánh tay son bàn tay kasum ngực pe bụng hơi eo tari chân bù đầu gối pal bàn chân môm là toàn bộ cơ thể bây giờ chúng ta nghe và đọc theo mori mục Bo. 어깨, 팔, 손, 가슴, 배, 허리, 다리. một, chúng 몸. Chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo. 얼굴. 얼굴. 얼굴 là khô mặt. mũi là mắt. mười là mũi. Yếp, miệng. Khuy, tai. 얼굴, 눈, 코, 입, 귀. Và ở đây chúng ta có một triệu một số triệu chứng ví dụ như là kichimun hata hoặc là chim hata, đây là ho, mukia 아프다 đau cổ. 열이 나다, 或是 열이 있다. 대사, 콧물이 나다, 流鼻水. 기침을 하다, 목이 아프다, 열이 나다, 열이 있다, 콧물이 나다. Bây giờ chúng ta có một số bài tập mơ đi. Mốc tha đi. Ok. Ờ Bụp khô. Nun. Pè Đây ạ, à, triệu chứng ạ. À. Đầu tiên là ho. Khí chim hà Đau cổ. Mô aputa áp sốt, yoni là chảy nước mũi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 1 Bất quy tắc ư. Các bạn chú ý bất quy tắc ư khi chữ ư uh, khi uh, uh, một uh, động từ hoặc một tính từ có ư thường một tính từ có ư uh, kết thúc bằng ư thì chúng ta uh, kết thúc bằng ư nhé các bạn nhé thì chúng ta kết thúc bằng ư mà ngay sau nó gặp một nguyên âm thì ư sẽ bị biến đổi. Đầu tiên ư sẽ bị biến đổi thành a nếu đằng trước chữ ư đó có o hoặc a. Còn nếu không có o hoặc a thì nó sẽ biến đổi thành o. Thì các bạn chú ý. Ví dụ đây, otika apuseo. Đây là aputa là đau. Thì moki apayo. Thì ở đây APUTA có Ư, nhưng phư cộng với eo thì đằng trước có A cho nên là sẽ thành là PAIO. Chúng ta nghe. Ở đây, người này hỏi, người bác sĩ hỏi, đau ở đâu? và bạn này bạn trả lời boki apayo là đau ở cổ tiếp theo những tình huống ví dụ khác chua re Kayo cayo y bơn chua chôm làm sao đó ye paputa paputa đây. ư cộng với oyo thì sẽ ư gặp nguyên âm ơ thì sẽ biến thành a bởi vì đằng trước nó có a thì sẽ là papayo 이번 주말은 주말에는 좀 바빠요. 바빠요. 아침은 안 먹었어요. 브이니 그건 그안 상하 그래서배고프다배라복고 푸다, 라는 배, 배파요배고파요나는배 어제 머리가 아프다. 되자인 아파요. 어제 전는다히 아팠어요. 그본 어제 뭐 했어요? 편지를 쓰다. 뒤아 어제 둘다 썼어요. 편지를 쓰. 둥이 어. 둥 어. 둥이 어. 어. 둥이 어. 어. 둥 어. 아, 어. 둥 어. 어. 날씨가 오늘 좋아요. 날씨가 나쁘다. Thì ở đây chúng ta sử dụng là ư biến đổi thì là đi với chim thì vẫn là chiman đúng không ạ chim thì không có uh, nguyên âm thì vẫn là nạp vui chim ăn nạp phát chim à nạp phát chim bởi vì ở chê 나나시도 유진 씨도 예뻐요. 예쁘다. này 예쁘고 예쁘고 bởi vì không có nguyên âm thì không bị biến đổi. 극장에서 극장에서는 휴대폰은 끄다. 으세요. 으 có bắt chim. cứ không có bắt chim thì 끄세요. Cứ 끄세요. Cứ các bạn chú ý như vậy. U, tôi tổng kết lại bất quy tắc ư bị biến đổi khi đằng sau nó có nguyên âm còn không có nguyên âm không bị biến đổi đằng sau nó là phụ âm không bị biến đổi và biến đổi như thế nào khi ư gặp nguyên âm mà đằng trước nó có a hoặc o thì chúng ta ư sẽ biến đổi thành a còn nếu đằng trước nó không có a hoặc o thì ư sẽ biến đổi thành o các bạn chú ý như vậy thì huống tiếp theo Động từ đi với Chimaseo Ở đây chúng ta có động từ chi đi với Chimaseo Có nghĩa là khuyên ai đó đừng làm một việc gì đó Đừng làm cái hành động này Ví dụ như đây có cấm hút thuốc Thì ở đây là Yuki eso tampe piu Chimaseo Tampe là thuốc lá Piu, piu ta là hút Chimaseo đừng hút thuốc lá Ở đây Yuki eso. Và người này trả lời là Ne ankesmita, Vâng tôi biết rồi tôi hiểu rồi. À, ví dụ, cứ yên hoa phát xôi bạn đã xem phim đó chưa? Để chém mi xôi vâng, không hay. Xem rồi, không hay. Vô thì là chúng ta khuyên người ta là vô Tiếp theo, miết xì ế chân hoa lớn hát Mấy giờ thì sẽ gọi điện. cho hình yên xì chai 밤에는 밤에는 à đêm ấy, vào đêm ấy. 전화 하지 마세요. 수업 시간은 음악은 듣지 마세요. 쉬는 시간은 쉬는 시간에 들으세요. 그러니까 chúng ta lưu ý à, khi mà chúng ta khuyên ai đó làm gì thì chúng ta ví dụ như bạn này thì tránh thời gian 10 giờ bạn ngủ thì đừng gọi vào đêm và trong thời gian học thì đừng có gọi đừng có gì ạ chúng ta tiếp tục bài 11 với phần baraki il tôi sẽ dịch đoạn này giữa Uisa và chuyên liang Uisa là bác sĩ và chuyên liang là người đến khám bệnh Yuki khi ăn chưa xin mời ngồi ở thức kê vì sao bạn lại đến đây thăm kia kê tôi bị cảm cúm tiga bạn đau ở đâu? Muki mani cổ rất là đau cổ đau nhiều 언제부터 아프셨어요 bạn bị đau từ bao giờ? 지난주 토요일부터요 tôi bị đau từ thứ bảy tuần trước 요즘 감기가 유행이에요. dạo này cảm cúm đang thịnh hành tức là đang dịch cảm cúm. Yoga từ Sico chỉ về số phút Uống thuốc và nghỉ ở nhà thật đầy đủ. Krigo và Rmanihajimaseo và đừng nói nhiều. Ne Alkisimita. Vâng, tôi hiểu rồi. Mời các bạn nghe phần bài đọc. 여기 앉으세요. 어떻게 오셨어요? 감기에 걸렸어요. 어디가 아프세요? 목이 많이 아파요. 언제부터 아프셨어요? 지난주 토요일부터요. 요즘 감기가 유행이에요. 약을 드시고 집에서 푹 쉬세요. 그리고 말을 많이 하지 마세요. 네, 알겠습니다. 중단해라 몇번 더. 여기 앉으세요. 어떻게 오셨어요? 감기에 걸렸어요. 어디가 아프세요? 목이 많이 아파요. 언제부터 아프셨어요? 지난주 토요일부터요. 요즘 감기가 유행이에요. 약을 드시고 집에서 푹 쉬세요. 그리고 말을 많이 하지 마세요. 네, 알겠습니다. 여기 앉으세요. 어떻게 오셨어요? 어디가 아프세요? 언제부터 아프셨어요? 요즘 감기가 유행이에요. 약을 드시고 집에서 푹 쉬세요. 그리고 말을 많이 하지 마세요. 계속 chúng ta sẽ đ n 시작 감기에 걸렸어요. 목이 많이 아파요. 지난주 토요일부터요. 네, 알겠습니다. Và chúng ta tự mình uh, đọc thật nhiều lần để chúng ta tiếp tục sang một đoạn tiếp theo đó là chúng ta nghe mà không cần phải nhìn vào uh, uh, phần chữ để chúng ta xem là đoạn hội thoại này giữa Chun Liang và Ư Sa đã nói nhau nói chuyện với nhau về những vấn đề gì. Xin mời các bạn. 여기 앉으세요. 어떻게 오셨어요? 감기에 걸렸어요. 어디가 아프세요? 목이 많이 아파요. 언제부터 아프셨어요? 지난주 토요일부터요. 요즘 감기가 유행이에요. 약을 드시고 집에서 푹 쉬세요. 그리고 말을 많이 하지 마세요. 네, 알겠습니다. 1번 <목소리> 바이닥 À, phần bài nói một chúng ta sẽ phần 1 sẽ kết thúc ở đây và chúng ta sang phần 2 thì cái uh, triệu chứng sẽ thay đổi khomori ni này là chảy nước mũi nhiều và cái lời khuyên của bác sĩ ngoài uống thuốc và nghỉ ngơi ra thì chúng ta còn thấy bác sĩ còn khuyên ore một dốc hai một dốc đây là tắm thì đừng tắm lâu tình huống số 3 khi chim bán đi hèo khi chim là ho thì bác sĩ khuyên là tambeureul pyuji đừng hút thuốc lá. Tình huống số 4, này tức là sốt nặng, sốt cao. Thì bác sĩ khuyên là ngoài uống thuốc và nghỉ ngơi thì bác sĩ còn khuyên là surul masi là đừng uống rượu. Đấy các bạn, chú ý như vậy. Chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần ngữ pháp số 2. Ước pháp số 2 đầu tiên chúng ta có n man tức là chỉ n thôi. Thì cái này luôn luôn đi với câu khẳng định nhé Ví dụ chúng ta chỉ có một người hay là chúng ta chỉ có 50.000 thì cái đấy chúng ta sẽ lấy ví dụ. Đầu tiên học sinh y, học 모두 Tất cả học sinh đến chưa? Anio Chưa. Steven siman 왔어요. -so chỉ có mỗi Steven đến thôi. Ở đây chúng ta có các ví dụ tiếp theo. Số 1. Mokun anapayo, moriman apayo. Đây là không đau cổ, chỉ đau đầu. Số 2. Kumulto nayo, anio, kijiman heo. Tức là chảy cầm nước mũi chưa Không, chỉ ho thôi. Kobiru, kobiman, masosoyo, 아니요 빵도 빵도 먹어요 chỉ uống cà phê chứ không tôi ăn bánh nữa 저는 노래방에서 노래 노래방에서만 노래해요 tôi chỉ hát ở 노래방. ở 노래방 là cái phòng hát ạ y cố 한국에만 있어요. cái hoa này chỉ có ở Hàn Quốc hoa 태권도를 배워요. tôi c 태권도 vào thứ ba. c h ú 학생들이 모두 왔어요? 아니요. 스티븐 씨만 왔어요. 정답해 봐. 학생들이 모두 왔어요? 아니요. 스티븐 씨만 왔어요. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 2, động từ đi với a, o, ya tùy ta. Đây là chúng ta phải làm một hành động gì đó, phải làm một việc gì đó. Ví dụ, Kachi hal-kayo? cùng nhau chơi bóng rổ nhé. Bia neo, xin lỗi. Kongbu heya tôi phải học. Siomi isoyo, tôi có kỳ thi. Chúng ta nghe. 같이 농구할까요? 미안해요. 공부해야 돼요. 시험이 있어요. Chúng ta nghe lại. 같이 농구할까요? 미안해요. 공부해야 돼요. 시험이 있어요. 우리가 내일도 병원에 오다, 디라 와, 와야 돼요. 와야 돼요. 친구 생일이에요. 라 생일 거봐. 그래서 선물, 선물을 사다, 사야 돼요. 사야 돼요. 저녁에 손님이 오세요. 집에 가서 청소해야 돼요. 네, 아, 어, 전에 배치라 해. 감기에 걸렸어요. 비감곰. 토비감곰 rồi. 그래서 약은 먹어야 돼요. 먹어야 돼요. 여기에서 친구를 기다리 기다려야 돼요. 기다려야 돼요. 한국어 발음이 안 좋아요. 그럼 한국어 시리를 많이 많이 들어야 돼요. 들어야 돼요. Ok. Ở trong phần này chúng ta lưu ý là phần phải làm một việc gì đó là chúng ta tự khuyên mình phải làm. Còn ai đó bắt mình phải làm là he ya he Ok. Và chúng ta sang phần tiếp theo, maragi i. Ở phần maragi i này chúng ta tôi sẽ dịch qua phần bài hội thoại. Chuyên chi cam kỳ nấn ở tèo. Chị gâm ni cam cảm cúm thế nào rồi? Ở ừ là thế nào? Như thế nào? Cảm cúm thế nào rồi? Chị tô tố mà ni Bây giờ cũng là rất, bây giờ ốm vẫn nặng chứ. Chị ơn khỏe cha này ô. Bây giờ thì không sao. Kichiman cho cơm hèo chỉ có hơi ho một chút thôi cho cơm một chút Kichiman chỉ hata Thaengineo <laughs> may mắn quá Onunto pyongone kaya teo hôm nay cũng phải đi bệnh viện chứ Anio onun onurun an kayo không hôm nay không đi Kurom 오후에 kachi charun masil kayo vậy thì buổi chiều cùng nhau uống trà nhé Bia này 오늘 오늘을 공부해야 돼요. hôm nay tôi phải uh, học. 내일 시험이 있어요. ngày mai có kỳ thi. 그래요? vậy à. 그럼 다음에 만나요. vậy thì sau này gặp nhau. 너무 무리하지 마세요. đừng học chăm chỉ quá, đừng học quá sức. đừng làm gì quá sức. 네, 고마워요.

아니요. 오늘은 안 가요. 그럼 오후에 같이 차 마실까요? 미안해요. 오늘은 공부해야 돼요. 내일 시험이 있어요. 그래요. 그럼 다음에 만나요. 너무 무리하지 마세요. 네, 고마워요. 줄리앙 씨, 감기는 어때요? 지금도 많이 아파요? 지금은 괜찮아요. 기침만 조금 해요. 다행이네요. 오늘도 병원에 가야 돼요? 아니요. 오늘은 안 가요. 그럼 오후에 같이 차 마실까요? 미안해요. 오늘은 공부해야 돼요.

지금도 많이 아파요? 다행이네요. 오늘도 병원에 가야 돼요. 그럼 오후에 같이 차 마실까요? 그래요. 그럼 다음에 만나요. 너무 무리하지 마세요. bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của Kelly và đóng vai của Kelly vì Kelly nói trước cho nên là chúng ta tôi sẽ bắt nhịp. không 지금은 괜찮아요. 기침만 조금 해요. 아니요, 오늘은 안 가요. 미안해요, 오늘은 공부해야 돼요. 내일 시험이 있어요. 네, 고마워요. Sau khi chúng ta đóng vai thì bây giờ chúng ta sẽ uh, không nhìn vào cái phần chữ này và chúng ta sẽ nghe hai bạn này trao đổi với nhau và chúng ta xem là hai bạn nội dung, nội dung của đoạn văn hai bạn này trao đổi. Các bạn có hiểu không nhé? Chúng ta bắt đầu. Julian 씨, 감기는 어때요? 지금도 많이 아파요? 지금은 괜찮아요. 기침만 조금 해요. 다행이네요. 오늘도 병원에 가야 돼요? 아니요. 오늘은 안 가요. 그럼 오후에 같이 차 마실까요? 미안해요. 오늘은 공부해야 돼요. 내일 시험이 있어요. 그래요? 그럼, 다음에 만나요. 너무 무리하지 마세요. 네, 고마워요. và tình huống số hai thì cũng tương tự như này. 머리 man chu kum apaiu. thì ngày mai không uống trà được và đi đến công, đi đến sân bay công hang. vì sao ạ vì mẹ đến hàn quốc. tình huống số ba khúc Mulman này tức là hơi chảy nước mũi một chút thôi. Và xin lỗi không đến được bởi vì Harabuchi teke Kayateo phải đi đến nhà ông nội. Harabuchi sengshin iseo, sengshin là ông nội sinh nhật. Seng il nhưng đối với người già, người lớn mình dùng là sengshin. Tình huống số 4. Mukman chu cơm apayo, cái cổ chỉ cổ hơi đau thôi. Lipoturul là báo cáo. Tôi phải viết báo cáo. Nengaji Netao ngày mai phải nộp. Bốn tình huống như vậy thì trong phần luyện tập số 1 thì các bạn cứ luyện tập đi, luyện tập lại. Thì chúng ta sẽ nói được rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sang phần cô Marki nghe và nói. Đầu tiên chúng ta xem phần chuẩn bị. 어디가 아파요? 어디가 아파요? đau đầu, đau lưng, đau đầu gối, đau tay, đau chân. Chúng ta tiếp theo chẳng thức cố. Amazon à Amazon à Nghe cho kỹ và chọn bức tranh đúng. Đầu tiên, người ta chọn số 1 và số 2. Tức đoạn văn này, người một người vừa bị số 1, vừa bị sốt và vừa, vừa bị đau đầu. Thì chúng ta sẽ nghe và chúng ta à, chọn số mấy số mấy đây ạ, tình huống này ạ. đây một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười chúng ta có thể để điền vào 잘 듣고 알맞은 그림을 고르세요 1. 어디가 아프세요? 열이 조금 있고 머리가 아파요 2. 어디가 아프세요? 배가 아프고 열이 나요 3. 어떻게 오셨어요? 어깨하고 팔이 아파요. 4. 여기 앉으세요. 어떻게 오셨어요? 허리가 아파요. 다리도 아프세요? 네, 다리도 좀 아파요. 5. 어디가 아프세요? 기침을 많이 해요. 목도 아프세요?

머리가 아파요. 2. 어디가 아프세요? 배가 아프고 열이 나요. 3. 어떻게 오셨어요? 어깨하고 팔이 아파요. 3. 여기 앉으세요. 어떻게 오셨어요? 허리가 아파요. 다리도 아프세요? 네, 다리도 좀 아파요. 서진과 소무아. 오. 어디가 아프세요? 기침을 많이 해요. 목도 아프세요? 아니요, 목은 안 아프고 귀만 아파요. 서보우와 소바. các bạn xem c á 요 số của mình l Phần 2. thăm kia kỳ đất Tôi bị cảm cúm. nếu vậy thì ơ tí ca ạp hài ố. Chẳng tức cố. Mà nên sơn cố Các bạn nghe cho kỹ và các bạn chọn cái đúng. Đầu tiên số 1 này. Nun na na nên đau ở đâu? Mô tu cố các bạn có thấy cái nào mà đúng với Nana thì các bạn chọn. Số 2. 만능 것은 chọn cái đúng. 마리코는 지금 많이 아파요. Bây giờ Mariko rất là ốm. ốm rất nặng. 나나는 오늘 병원에 갈 거예요. Nana hôm nay sẽ đi bệnh viện. số 3. 나나는 푹 쉬고 물을 많이 마셔야 돼요. Nana phải nghỉ ngơi cẩn thận và phải uống nhiều nước. Thì chúng ta sẽ nghe phần bài đọc ngày hôm nay. 말독 날잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 나나 씨 기침을 많이 하네요. 감기에 걸렸어요? 네, 기침도 하고 콧물도 나요. 열도 나요? 아니요, 열은 안 나요. 지난 주에 저도 아팠어요. 마리코 씨도 아팠어요? 지금은 어때요? 괜찮아요? 병원에도 가고 약도 먹었어요. 그래서 지금은 괜찮아요. 나나 씨 병원에 갔어요? 아니요. 이번 주는 바빠요. 시간이 없어요. 그럼 물을 많이 마시고 푹 쉬어야 돼요. 잠도 많이 자고요. 오렌지 주스는 괜찮지만 커피는 마시지 마세요. 네, 고마워요. 다음은 말. 여러분은 어디가 아팠어요? 당신은 어디은 어디가 아팠어요? 당신어요그신은어떻게했어요당신 i 어디가 아팠요요 các bạn hãy nói cùng với bạn Vậy thì trong một số tình huống như thế này thì bạn đã từng đau ốm ở đâu ở đây tình huống người ta hướng dẫn đây một chút ở đây ạ Tiếp theo chúng ta sang phần Ilkosuki Yochunbi Yochumun Yochum cực chân ý sở Bạn bây giờ có lo lắng dạo này có lo lắng gì không Busun cực chân ý Bạn lo cái gì Ví dụ bạn này đang suy nghĩ nếu mà ốm thì ốm này, đau ốm này, phải học không có tiền này thì sẽ không thể có người yêu được. Cái đấy bạn lo lắng. Vậy thì những cái sau đọc những cái sau và trả lời câu hỏi. Hiền. <laughs> <laughs> à đây là nguyên. 저는 학교에 자주 늦 늦어요. Tôi thường xuyên đi học muộn. ta là muộn. 오늘 아침에도 인콥 시계를 알람은 들었지만 자요. 아, sáng nay vào lúc 7 giờ đồng hồ chuông nhưng tôi lại tắt đi. nghe thấy chuông đồng hồ tôi lại tắt đi ngủ tiếp. 그래서 학교에 9시 30분에 왔어요. vì vậy nên tôi đã đến trường học lúc 9 giờ 30 phút. Ở 어떻게 해야 돼요? phải làm thế nào? 니콘 cho nên Shin Kuka ập rồi, tôi không có bạn, Kresser cực chân nhèo, vì vậy nên tôi rất là lo lắng. Chú ba đây man cuối tuần tôi chỉ xem TV, phập tô hôn trà một cối, ăn tối một ăn cơm một mình, mê chim chim hèo, ngày nào cũng rất là buồn chán, ở thức kế heo da tiểu, tôi phải làm thế nào? Tiếp theo Hoàng Dương. 한국 발음이 너무 어려워요. 아, 그, 발음 고, 丁, 앤, rất, khó. 식당에서, 식당에 가서, 모두, 네 명이에요. 했어요. 니, 넌, 야, 앙, rồi, nói, 네 토이, 거, 원, n g ư 그런데, 아주, 마, 아머니가 냉면, 네 그릇은, 주, 셨어요 thế nhưng mà cái bà Atuma bà lại bưng bốn bát miến cho chúng tôi bốn bát miến lạnh cho chúng tôi 어떻게 해야 돼요? vậy tôi phải làm thế nào Jane, 저는 제 남자 친구는 좋아해요 bạn trai của tôi thích chơi game 어제 남자 친구는 시험 공부를 해야 했어요 해야 됐어요. hôm qua bạn trai tôi phải đã phải học thi Krishman tuy thế nhưng pam vẫn tu di cà di pc bang ngày giờ game man hết rồi tuy thế nhưng đến tận 12 giờ đêm vẫn chơi game ở pc bang. 그래서 남자 친구와 샤워 써요 샤워 써요. vì vậy nên tôi với bạn trai đã cãi nhau. 어떻게 해야 돼요? Cái này các bạn cho các bạn ấy lời khuyên được không ạ? Đầu tiên, mà nên cửa sơn yến kiên hà xều. Các bạn nối giữa, nối những cái đúng lại với nhau. Nguyên thì nối cái gì ạ? Nguyên nối cái gì ạ? Ngủ dây muộn. Đúng không ạ? Đi khôn. Không có bạn xem tivi một mình. Quang thì phát âm trên thì bạn chơi chơi game Man nên cầu xin mô tu kuruseo các bạn chọn cái đúng Nguyên nên ô nên man hắc kêu nữ chất xíu hôm nay Nguyên đến muộn chỉ ngày hôm nay thôi đi khôn nên bé in pập bài ố đi khôn thì ngày nào cũng bận kreso chinh kuren ăn man này ố ngày nào cũng bận cho nên là không gặp bạn bè 왕향은 한국어 발음이 나빠요. Cái này đúng. 남자 친구는 어제 시험 공부를 안 했어요. Đúng đúng. Con gái trên không phải chỉ hôm nay đi học muộn mà rất là nhiều lần muộn. Còn khôn thì không phải là bận mà là không có việc, không có bạn. Chỉ xem TV thôi. Đó. tiếp theo phần sơ kỳ, phần viết. Là, trong số những cái mà các bạn à, bạn bè của mình lo lắng thì chúng ta chọn lấy một và viết một đoạn văn trả lời Đấy. tiếp theo là chúng ta phần thực hành phần thực hành thì trong phần này chúng ta giải quyết những vấn đề cho các bạn mình lời khuyên khi mà gặp một số triệu chứng ở đây thực hành phần này Đấy. ở bài số 10 à, ở bài này à, ở bài số 11 này chúng ta chú ý chúng ta nói được triệu chứng và chúng ta có thể là à, tư vấn cho người người bạn mình những cái lời khuyên cho các bạn mình một cái lời khuyên khi các bạn gặp một số cái điều lo lắng

그래서 학교에 9시 30분에 왔어요. 어떻게 해야 돼요? 저는 친구가 없어요. 그래서 걱정이에요. 주말에 텔레비전만 봐요. 밥도 혼자 먹어요. 매일 심심해요. 어떻게 해야 돼요? 한국어 발음이 너무 어려워요. 식당에 가서 모두 네 명이에요 했어요. 그런데 아주머니가 냉면 네 그릇을 주셨어요. 어떻게 해야 돼요? 제 남자친구는 게임을 좋아해요. 어제 남자친구는 시험 공부를 해야 됐어요. 그렇지만 밤 12시까지 PC방에서 게임만 했어요. 그래서 남자친구와 싸웠어요. 어떻게 해야 돼요? Đây phần phần đọc. Và các bạn phần viết uh, viết thì các bạn vui lòng ta nói rằng, người ta nói rằng, người ta nói rằng, người ta nói rằng,